Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở lần này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự ngắn Trường Sàng gìn giữ phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái. Cuối chương trình là phóng sự Yên Châu lan tỏa không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, dệt vải thổ cẩm là một nghề truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Thái. Để gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, xã Trường Sàng đã luôn chú trọng việc phục dựng, gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống, trong đó có nghề dệt vải thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái. Bật bông, xoắn, cán, xe sợi, quay thành búp là những công đoạn ban đầu để có thể tạo ra những tấm vải thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, đang được các chị em hội viên câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Thái xã Trường Sàng thực hiện tại các buổi sinh hoạt định kỳ. Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái ở Yên Châu đã có từ lâu đời. Để dệt được những tấm thổ cẩm ưng ý phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu chọn nhặt bông nở đến xẻ sợi, nhuộm màu, theo hoa văn thật khéo léo. Trước kia, theo quan niệm truyền thống của người Thái, gái biết dệt vải, trai biết đan chài. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được các bà, các mẹ dạy cách nhuộm vải, xẻ sợi, thêu thùa, dệt thổ cẩm, may vá. Và đó cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá sự khéo léo chăm chỉ của người con gái trước khi về nhà chồng. Từ cây bông, cây vải, từ trên nương trên giấy về thì chúng tôi đã làm thành sợi, rồi là cán thành bông, rồi là kéo sợi để làm lên cái thổ cẩm này. Cái khung cửi này là khung cửi dệt hũ khít. Để làm cái thổ cẩm này thì đã có từ nguyên liệu bông này, rồi là sợi này, chúng tôi dệt lên cái khung cửi này. Sau khi dệt khung cửi này xong thì có thể là làm được cái khăn khuyết để trao tặng cho các con, các cháu sau này đi lấy chồng, hoặc là để làm quà tặng cho các buổi giao lưu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, em Quàng Thị Thanh Huyền cùng với các bạn trong bản, trong xã đã thường xuyên theo các bà, các mẹ tham gia các hoạt động của câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Thái. Không chỉ được các bà, các mẹ giới thiệu về nghề dệt, thêu thùa của đồng bào dân tộc Thái, mà còn được trực tiếp thực hiện các bước để tạo ra mảnh vải thổ cẩm truyền thống, được hướng dẫn theo những họa tiết độc đáo trên chiếc khăn piêu. Cháu được các bà, các mẹ, các chị dạy cho cách dệt thổ cẩm và cháu cảm thấy những sản phẩm dệt ra đẹp và đặc sắc. Cháu cùng với các bạn sẽ cố gắng phấn đấu để học hỏi để cho lưu giữ nghề dệt vải thổ cẩm của dân tộc Thái. Vải thổ cẩm của người Thái dùng để làm ra nhiều sản phẩm không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của bà con, như những bộ trang phục áo, váy, khăn piêu, chăn, túi đeo, đệm ngồi. Tùy sản phẩm sẽ được thêu dệt với nhiều hoa văn họa tiết độc đáo như hình quả trám, hình cây cối, hoa lá, chim muông, hết sức gần gũi với con người và thiên nhiên. Những sản phẩm từ vải thổ cẩm là một bức tranh sống động phản ánh đời sống sinh hoạt của người Thái, ẩn chứa những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, được thể hiện thông qua sự sáng tạo và khéo léo của những người phụ nữ Thái. Chúng tôi thành lập câu lạc bộ phục dựng, phục hồi lấy những cái gì liên quan đến bản sắc dân tộc để ông cha ta đã để lại. Thế thì chúng tôi cũng đã khôi phục để sưu tầm những cái đồ dệt vải của cha ông ngày xưa, bây giờ đã mai một rất là nhiều. Đấy, bây giờ người dân cũng không còn nữa. Đấy là chúng tôi cũng đã phục dựng được, đấy là sưu tầm được để cái nghề dệt vải. Đấy, từ khung cửi, từ kéo sợi, từ cán sợi để không bị mai một, mà sau này là cái câu lạc bộ này là chúng tôi cũng sẽ là cái nòng cốt mạng lưới để mô hình cuộc trải nghiệm cho các cháu học sinh đấy của cả các trường đấy, không những trong xã mà trên cả địa bàn huyện Yên Châu, không những là nghề dệt thổ cẩm Trong đó là chúng tôi cũng có kèm theo cả theo khăn piêu, theo thùa, rồi là lan nát, rồi là hát thái, rồi là xây dựng mô hình nhạc cụ, đánh trống chiêng. Đấy là trong mạng lưới của câu lạc bộ chúng tôi là rất là tâm huyết, mà chúng tôi cũng rất là trăn trở. Nghề truyền thống trồng bông dệt vải đang được xã Trường Sàng quan tâm, gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn. Vậy nhưng hiện nay, một số ít người dân trên địa bàn xã mới đang làm ra sản phẩm chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt gia đình, chứ chưa phát triển rộng thành sản phẩm hàng hóa. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền xã, hy vọng trong tương lai không xa, những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Thái nơi đây sẽ được lan tỏa đến với đông đảo du khách trong và ngoài huyện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, bà con nhân dân ở các bản tiểu khu trong toàn huyện Yên Châu đang tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết tới mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Bước vào tháng 11 hàng năm, người dân trên địa bàn huyện Yên Châu lại nô nức chuẩn bị cho hoạt động hướng tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung hình thức của ngày hội được chú trọng cả phần lễ và phần hội với các hoạt động phong phú như các trò chơi dân gian, văn hóa, văn nghệ, gặp mặt. Điểm nhấn của ngày hội còn là bữa cơm đại đoàn kết và các hoạt động ủng hộ quỹ vì người nghèo, chào nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Để ngày hội thực sự là hoạt động của toàn dân, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức thành viên trong việc tổ chức như hiệp thương thống nhất kế hoạch, xây dựng kịch bản tổ chức, xây dựng báo cáo tổng kết và các phong trào thi đua, phối hợp bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống mới. Qua đó, ngày hội tạo sự thống nhất cao giữa Mặt trận Tổ quốc và chính quyền, các tổ chức thành viên, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội qua các năm. Trên cơ sở kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn huyện về cái ngày đại đoàn kết nhân kỷ niệm 93 năm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì trên cơ sở kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thì đã chỉ đạo đến tất cả 15 xã thị trấn triển khai các cái hoạt động văn nghệ, phong trào, thể dục thể thao để làm thế nào để cho nó thật sự là có ý nghĩa về cái ngày đại đoàn kết của toàn dân tộc. Và đối với Mặt trận Tổ quốc chúng tôi đã tham mưu và thành lập 11 đoàn để tham dự các ngày đại đoàn kết đối với các bản tiểu khu trên toàn huyện. Và trên cơ sở đấy thì Mặt trận Tổ quốc cũng tham mưu xây dựng cái kế hoạch là phát động cái ngày xóa nhà đổ nát trên toàn huyện. Hiện nay thì trong cái ngày phát động thì chúng tôi đã huy động được hơn 56 triệu để góp vào cái sự thành công của xóa nhà đổ nát trên toàn huyện. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc. Khởi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của dân tộc ta được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đã góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân địa phương trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã có 948 hộ xóa được nhà tạm. Trong đó, thông qua Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Châu đã xây dựng được 98 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 3,65 tỷ đồng. vận động người dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để sửa chữa nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Đến nay, huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc. Đến xã biên giới Tuyên Hoài những ngày này, trên khắp các thôn bản đang sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con nhân dân đã súng xính trong bộ áo cóng có mặt tại nhà văn hóa bản để tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Xã Yên Khòa là có 30 bản nơi để triển khai cái ngày đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tham mưu cho Đảng ủy thành lập 6 tổ công tác để vào chỉ đạo và dự ngày đại đoàn kết. Gắn liền với ngày đại đoàn kết thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chỉ đạo các thôn bản tổ chức triển khai từ ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến kết thúc ngày 18 tháng 11 năm 2023 và đồng thời cũng là tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thứ nhất là xây dựng nông thôn mới và thứ hai là phát triển kinh tế xã hội gắn liền với đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và cho những năm tiếp theo, và để làm sao đó là đời sống nhân dân ngày càng một phát triển và xây dựng quê hương ngày giàu đẹp hơn. Còn tại bản Giảo là bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Mường Lệm, huyện Yên Châu. Không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng tưng bừng không kém. Ngay từ sáng sớm, những chàng trai cô gái dân tộc Mông nơi đây đã diện những bộ váy áo rực rỡ nhiều màu sắc của dân tộc đến tham gia ngày hội. Ngày hội năm nay được bản tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đã thu hút được đông đảo bà con tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Đại đoàn kết toàn dân chứ, giờ khó cứ chụp cái rất là rõ ràng cho các bị cho cái tim mong. Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, cứ đến ngày đại đoàn kết, bà con trong bản ai cũng vui mừng phấn khởi tham gia, vì đây là dịp sau cả một năm lao động sản xuất vất vả để bà con nghỉ ngơi, gặp gỡ, giao lưu với nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm trong sản xuất. Qua ngày hội, bà con còn được tụ tập về đây tăng cường sự thống nhất, đoàn kết của bà con nhân dân trong bản. Nó là một khó khăn rất là rong đó bị trong Mông Hà. Với tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng, các bản tiểu tu trên địa bàn huyện Yên Châu đã và đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn hay bữa cơm đoàn kết đã góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó trong cộng đồng dân cư, tạo thêm động lực để nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang cơ sở lần sau.